trong những ngày cuối cùng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, đã tiến hành vận động tranh cử tại bang Michigan vào ngày 3 tháng 11. Trong khi đó, thì đối thủ của bà, cựu Tổng thống Donald Trump, lại lựa chọn dừng chân tại ba bang chiến địa ở miền đông của nước Mỹ. Theo kế hoạch, bà Harris sẽ tới thị trấn East Lansing của bang Michigan, nơi được coi là khu vực quan trọng mà bà buộc phải thắng vì đây là khu vực có rất đông sinh viên, những cử tri trẻ vốn được coi là thành phần ủng hộ Đảng Dân Chủ nhiệt tình nhất. Truyền thông Mỹ cho biết bà Harris sẽ cố gắng thuyết phục cử tri về kế hoạch giảm lạm phát của mình, vấn đề mà nhiều người quan tâm nhất hiện nay. Trong khi đó, thì ông Trump sẽ tới bang Pennsylvania, sau đó là tới bang North Carolina và Georgia. Đây cũng là những bang dao động mà ông có lợi thế nhiều nhất. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy là cuộc đua đang diễn ra rất xích sao và khó dự đoán khi cả hai bên đều không thể chắc chắn về việc ai sẽ giành được chiến thắng ở 7 bang có khả năng định đoạt kết quả cuối cùng.